Ở tập trước, nam chính cùng Hee-jun đã tới tìm ông chủ Nhật Bản, hy vọng ông ta cho cơ hội để Jun-mo hợp tác làm cùng. Nhưng ai ngờ não già ấy lại muốn thử thách nam chính. Nếu anh đồng ý để lại một ngón tay, ông ta sẽ đồng ý. Tuy vậy, nam chính lại chẳng có gan để làm việc này, qua đó khiến tình thế căng thẳng hơn bao giờ hết. Bất ngờ lúc này tên đàn em của ông trùm phản bội, trực tiếp phản chủ xóa ngôi. Sau đó hắn ta ngồi vào bàn đàm phán công việc với Jun-mo. Thì ra tên này trước đó đã lên kế hoạch với Ji-cheon, bọn họ bắt tay nhau để thực hiện việc xóa ngôi này. Lúc này Ji-cheon cũng bất ngờ xuất hiện ở đây, sau đó đưa Jun-mo về căn cứ. Bây giờ anh ta cũng bảo sau phi vụ này muốn quy ẩn giang hồ và sống một cuộc đời bình yên bên Jo-jung, còn chức đại ca sẽ được để lại cho nam chính. Vì trong băng Jun-mo là người được hắn tin tưởng nhất, việc này khiến Jun-mo vô cùng bất ngờ. Điều đó làm anh phải đẩy nhanh tiến độ vụ án. Hôm sau, nam chính đưa đại ca tới tham dự một buổi khánh thành trung tâm thương mại. Ai ngờ khi đến nơi, Ji-cheon còn gọi thêm cả Jo-jung tới. Nhìn vợ mình thân mật bên cạnh người đàn ông khác mà nam chính chẳng thể làm gì. Nhưng đúng lúc này tên cảnh sát Gangnam từ đâu xuất hiện, hắn ngồi cạnh Ji-cheon mà nói đểu, làm cho tên đại ca vô cùng bực mình. Tuy vậy anh cũng chẳng dám làm gì, vì sợ dính vào bẫy của tên cảnh sát này. Quả nhiên đúng ngờ như vậy, ở bên ngoài tên cảnh sát đã cho người dình sẵn, cầm máy ảnh chụp lại tất cả những người đi cùng Ji-cheon. Sau khi kết thúc buổi họp, ba người được Hee-jun mời ăn tối. Nhưng khi vừa thấy Jo-jung thì cô đã nói đểu, bảo một cảnh sát tại sao lại đi yêu ông trùm, hay lại muốn trở thành con cá hai mang, ngày đi điều tra tối về đi bán ma tuế. Còn chưa hết, Hee-jun thừa nhận bản thân chuyên cung cấp hàng ngon, nếu Jo-jung muốn cô có thể để lại với giá cực kỳ ưu đãi. Điều này khiến ai cũng phải trợn tròn mắt mũi vì quá bất ngờ. Rồi Hee-jun lại giới thiệu Jun-mo chính là bạn trai của mình. Nghe thấy thế, Jo-jung cảm thấy vô cùng khó chịu, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống con mụ tiểu tam này. Nhưng hiện giờ cô không thể làm điều đó, mà đành chấp nhận dương mắt nhìn chồng bị Hee-jun dẫn đi. Lúc này bọn họ chỉ có hai người và cô gái, cũng bày tỏ tình cảm của mình với nam chính. Thực sự cô yêu anh thật lòng và cũng muốn cùng anh có một cuộc sống bình yên. Thậm chí để được ở bên Jun-mo lâu hơn, cô còn làm hộ chiếu giả, mong rằng có thể được ở gần người mình yêu càng lâu càng tốt. Tuy nhiên nam chính lại từ chối tấm chân tình ấy. Trong khi đó ở đồn cảnh sát, tên mập cũng bắt đầu điều tra. Hắn tóm được một tên đàn em của tên gầy trong băng, bắt hắn phải khai ra cách thức giao hàng trên địa bàn. Bị đe dọa, tên tóc vàng đành khai ra một cái tên, Park là người ôm hàng và chuyên đi phân phát cho những con nghiện. Thế là tên cảnh sát đã răng ra một cái bẫy, thành công tóm được tên Park này. Ai ngờ ông già này lại chính là bố của Jun-mo. Nhưng tên cảnh sát chẳng thể cậy miệng ông ta, đã thế còn bị tên Park đe dọa ngược lại rằng cả con trai và con dâu của mình là cảnh sát cấp cao, chỉ cần làm ra một vết xước trên người chắc chắn hắn sẽ gặp rắc rối. Thấy cách này không ăn thua, tên cảnh sát đành thả ông ta, nhưng vẫn cho người theo dõi để lấy thêm tin tức. Phía đội trưởng của nam chính rất nhanh cũng nhận được tin tức này. Bọn họ lo sợ rằng ông Park sẽ để lộ ra thông tin khiến Jun-mo bị phát hiện, qua đó đội trưởng chỉ đành mang một cục tiền tới tìm và bịt miệng lão già đó. Ai ngờ đúng lúc này người yêu tên tóc vàng lại đến đầu thú. Cô bảo nói dối rằng tên gầy đàn em của Ji-cheon cố dính tới một vụ giết người. Điều này khiến tên cảnh sát tin sái cổ. Nhưng ai biết cô đã được đội trưởng của nam chính thuê làm việc này. Anh muốn tên cảnh sát mập phân tâm chuyển hướng điều tra sang người khác. Ngày hôm sau, hắn đã dẫn người đến văn phòng của Ji-cheon, trực tiếp đeo còng vào tay tên gầy, đã thế còn đe dọa tên đại ca rằng sẽ đến lượt mày sớm hơn. Việc này khiến Ji-cheon tức đến mức phát điên, nghĩ rằng tên gầy bị bắt là vụ giết tên đại ca của băng nhóm đối thủ hôm thử lòng Jun-mo. Nhưng hôm ý chỉ có mấy người vậy, ai đã báo tin này. Ngay lập tức Ji-cheon cho rằng chính tên béo phản bội tố cáo, và bây giờ tất cả đã rơi vào tầm ngắm. Thấy vậy, tên đàn em mới bảo đại ca hãy làm một mẻ lớn, sau đó rút khỏi giang hồ một thời gian. Nghe thấy vậy, Ji-cheon cũng đồng ý, làm cho nam chính phải ngay lập tức đi báo tin này cho đội trưởng. Anh cho rằng phi vụ này sẽ là cơ hội cuối để họ kết thúc vụ án. Nhưng thấy anh quá nôn nóng, đội trưởng cũng lo, sợ rằng Jun-mo quên đi bản thân là một cảnh sát, mà liều mạng hoàn thành nhiệm vụ như đám xã hội thâm. Trong khi đó tên gầy bị bắt về đồn liên tục bị tra khảo, nhưng hắn ta vô cùng cứng đầu không chịu mở miệng. Điều này khiến tên cảnh sát vô cùng cay cú, tí nữa thì tiễn đối phương về với ông bà ông vải. Phía khác, Jun-mo lại đến tìm Hee-jun, bảo cô liệu rằng bọn họ có thể nhập nhiều hàng hơn được không. Nhưng Hee-jun cho rằng điều đó và lúc này là quá nguy hiểm, cảnh sát đang lùng sục khắp nơi, nếu xảy ra sai sót chắc chắn sẽ bị tóm hết. Tuy vậy nam chính vẫn ra sức thuyết phục, xin cô hãy giúp mình. Thấy được sự quyết tâm của anh, cộng với luôn tin tưởng vào Jun-mo tuyệt đối, thế là cô đã đồng ý, bất chấp rủi ro có thể xảy ra. Đơn hàng tăng lên làm cho công nhân xưởng sản xuất phải hoạt động hết công suất, khiến rất nhiều công nhân không chịu nổi mà ngất đi vì kiệt sức. Tuy vậy bọn họ chẳng hề được tha, mà bị ông trùm bắt phải làm việc ngày đêm để đơn hàng hoàn thành kịp tiến độ. Không lâu sau, đại ca cùng Jun-mo ra biển nhập hàng, tên đàn em còn lại thì có nhiệm vụ canh chừng cảnh sát ở trong bờ, khiến văn phòng bỏ không chẳng ai quản lý. Nhân cơ hội đó, tên mập bị đuổi mới lẻn vào trong, sau đó lấy đi mọi thứ ở đây. Qua thời gian dài điều tra, tên mập cảnh sát ở Gangnam phát hiện ra Jo-jung là cảnh sát,
Nhưng ông ta không hiểu tại sao nữ chính lại cắm sừng chồng để yêu Ji Cheon, thế nên muốn xác nhận lại chuyện này. Phía khác nam chính và tên đại ca đã ra đến chỗ lấy hàng, tàu của Trung Quốc khi này đã đợi sẵn, bọn họ nhanh chóng vận chuyển ma túy lên thuyền. Sau khi xong tàu phía Trung Quốc liền rời đi. Còn trên tàu Ji Cheon cũng trực tiếp mang số hàng đi cất. Nhân cơ hội này Jun Mo mới ghi lại địa điểm sẽ giao dịch hàng với phía Nhật Bản, rồi nhanh chóng báo về cho phía chỉ huy, để cảnh sát đưa người tới đó bao vây trước. Nhưng bất ngờ trên đường chở Ji Cheon tới điểm hẹn bọn họ lại gặp tai nạn, mà kẻ gây ra chuyện này chính là đàn em của tên mập phản bội. Nhân lúc Ji Cheon và Jun Mo vẫn bất tỉnh, hắn đã lấy hết số hàng và rời đi. Đợi tới khi đại ca tỉnh lại thì đã chẳng còn gì. Thấy đàn em chưa tỉnh lên, hắn cố gắng đánh thức nam chính. May mắn khi vừa kéo được Jun Mo ra ngoài thì chiếc xe cũng phát nổ. Sau khi biết tin tên béo làm ra chuyện này, Ji Cheon vô cùng tức giận, ngay lập tức bảo đàn em truy tìm tên phản bội này. Không chỉ có thế, khi về văn phòng còn phát hiện ra toàn bộ tiền đã mất, đã cay lại càng cay hơn. Quyết tâm bắt được tên mập sẽ xẻo tờ Jim vứt cho ăn. Lúc này phía Nhật Bản cũng gọi điện đến, thông báo cho bọn họ một tuần để xử lý chuyện này. Trong khi đó Jun Mo lại đi tìm He Jun. Xin lỗi cô vì đã để xảy ra chuyện ấy, vậy cô không những không trách, mà còn trực tiếp động viên nam chính hãy đứng vững trước những khó khăn. Trong khi nói chuyện, He Jun vô tình để lộ ra căn cứ sản xuất ở Trung Quốc. Điều này khiến Jun Mo suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó trực tiếp bảo He Jun hãy về Trung Quốc một thời gian, đợi anh tìm lại số hàng và lo liệu xong mọi chuyện hãy quay lại. Rồi Jun Mo lập tức báo vị trí căn cứ bên Trung Quốc cho cấp trên. Nhận được tin báo từ Hàn Quốc, cảnh sát Trung Quốc cũng nhanh chóng hành động. Điều này khiến chỉ huy vui mừng ra mặt, vì họ sắp dùng một mẻ lưới tóm gọn đường dây ma túy. Phía khác, sau thời gian bị giam giữ khỏi đồn, tên gầy đã được thả. Lúc này tên đàn em cũng đưa cho hắn một tệp hồ sơ điều tra Jo Jung. Rồi hai người họ đứng đợi trước sở cảnh sát. Bên trong, Jo Jung trách đội trưởng tại sao cứ để tên cảnh sát mập điều tra Jun Mo. Hôm trước hắn đã về tận quê để thu thập chứng cứ. Nghe thấy vậy, đội trưởng đành đi gặp tên đó, bảo hắn bớt lo chuyện bao đồng đi. Ai ngờ tên cảnh sát này không những không sợ, còn mỉa mai đội trưởng bị vợ cắm sừng mà không biết. Thì ra tên này nhầm tưởng đội trưởng là chồng của Jo Jung. Bên ngoài, tên gầy cùng đàn em đã nhìn thấy mặt đội trưởng, bọn chúng cũng tưởng anh là chồng nữ chính. Đúng lúc này tên đàn em nhớ ra từng gặp đội trưởng ở đâu đó. Thì ra trong một lần khi đi lấy tài liệu ở phòng công chứng, ngay lập tức tên gầy bảo đàn em chở anh ta tới đó. Thời gian đã sắp hết mà Jun Mo vẫn chưa tìm lại được hàng, khiến anh như phát điên chửi bời hết mọi người. Thậm chí Ji Cheon cũng phải cảm thấy khó chịu với nam chính, trực tiếp đuổi anh ra ngoài để bình tĩnh trở lại. Lúc sau Jun Mo đi gặp đội trưởng cũng Jo Jung. Cô rất lo cho chồng vì anh hiện giờ đang quá căng thẳng, nhưng anh lại chẳng quan tâm mà trách vợ xen vào chuyện này khiến anh mất tập trung. Sau đó anh quay ra chửi như tát nước vào mặt đội trưởng, bảo rằng chính bọn họ khiến vợ chồng anh ra lông lỗi này. Nam chính lúc này như hóa điên, hoàn toàn chẳng coi ai ra gì. Trong khi đó tên gầy cùng đàn em đã tìm đến phòng công chứng, bắt cô nhân viên khai ra thân phận của đội trưởng. Bị đe dọa, cô ấy đành thành thật trả lời bảo rằng ông ấy là cảnh sát phòng chống ma túy. Nghe tới đây tên gầy quyết định sẽ dụ đội trưởng ra mặt. Anh bảo cô nhân viên hẹn gặp ông ấy, còn hắn thì gọi cho nam chính tới đây. Tối hôm ý đội trưởng tới phòng công chứng nhưng thấy ở đây tối đen. Bất ngờ tên gầy từ trong bóng tối xuất hiện. Bên ngoài tên đàn em cũng đóng sầm cánh cửa, để mặc hai người bên trong tự sinh tự diệt. Kết quả đội trưởng bị đánh tới mức bất tỉnh. Không lâu sau Jun Mo cũng tới đây. Nhìn thấy đội trưởng đang bị trói chặt trên ghế khiến anh vô cùng bất ngờ. Lúc này tên gầy cũng mang ra giấy tờ tùy thân của đội trưởng, và hắn phát hiện ra đội trưởng có tên thật khác, chứ không hề liên quan gì tới cái tên của chồng Jo Jung. Hắn cho rằng Jun Mo chính là con chuột nhắt trong băng. Rồi tên gầy rút súng bảo nam chính hãy giết tên này để chứng minh, nhưng mãi không thấy anh ra tay, hắn liền nổ súng. Lúc này nam chính không còn lựa chọn nào khác, đành tấn công tên này, cứ vậy điên cuồng đấm liên tiếp vào mồm đối phương. Không lâu sau cảnh sát từ đâu ập đến, trực tiếp chấm dứt cuộc chiến của hai người và đưa tên gầy về đồn. Còn nam chính vội chạy tới ôm đội trưởng, anh vô cùng đau khổ khi chứng kiến đồng đội hy sinh. Phía khác Ji Cheon lại đang đi gặp Jo Jung, cô khuyên anh hãy rửa tay gác kiếm, nhưng tên đại ca đã từ chối, bảo rằng bản thân phải hoàn thành vụ này mới an tâm quy ẩn giang hồ. Điều này khiến nữ chính cũng cạn lời. Bất ngờ Ji Cheon nhận được một cuộc điện thoại báo rằng ở văn phòng đã có chuyện, khiến hắn phải vội vàng trở về. Nhưng khi tới nơi mới biết toàn bộ đàn em đã phản bội, tên đang ngồi vào ghế đại ca chính là tên mập. Điều này khiến anh vô cùng sững sờ không hiểu chuyện gì. Đúng lúc này tên cảnh sát gang nam xuất hiện, hắn cho người bắt Ji Cheon vì tội giết người. Thì ra trước đó tên cảnh sát đã thông đồng với tên mập, bọn chúng sẽ hỗ trợ cảnh sát để loại bỏ Ji Cheon, còn cảnh sát sẽ chống lưng cho bọn chúng làm ăn sau này. Cứ như vậy đại ca đã bị đeo lắc bạc và áp tải về đồn. Vừa hay Jo Jung tới văn phòng và chứng kiến tất cả, sợ rằng Ji Cheon bị bắt, kế hoạch của Jun Mo sẽ thất bại, nên cô đã gọi điện báo chuyện này cho chồng, làm nam chính phải ngay lập tức lái xe đi giải cứu đại ca. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp xe cảnh sát, cứ vậy đâm trực diện vào xe chở Ji Cheon, qua đó thành công đưa đại ca thoát khỏi nguy hiểm. Sau cái chết của đội trưởng chỉ huy cũng hạ lệnh truy quét toàn gang nam,
bắt tất cả những con nghiện trong vùng. Điều này khiến tên mập bị mất hết khách hàng, làm hắn bắt buộc phải tìm tới phía Nhật Bản để tiêu thụ số ma túy còn lại. Không lâu sau, tên vệ sĩ của He-jun cũng tìm tới hắn, bắt tên mập phải trả số hàng mà hắn đã ăn cắp của Jun-mo. Nhìn thấy mặt đối phương căng thẳng, tên mập cũng rén, qua đó đành nói khó đề nghị được gặp He-jun, để xin cô kết nối với đám Nhật Bản, và hắn sẽ thay Ji-cheon giao dịch số hàng kia cho khách hàng. Ấy vậy mà He-jun cũng đồng ý gặp mặt bọn chúng thật. Cô kiểm tra hàng và xác định đây là hàng chuẩn, nên đã đồng ý kết nối bọn chúng với đám khách hàng Nhật. Điều này khiến tên vệ sĩ của He-jun lo lắng, cho rằng cô không nên tin đám người ấy. Nhưng thật ra He-jun đang thông đồng với Jun-mo để dụ đám này tới điểm giao hàng. Phía khác, tên cảnh sát mập, dù bị thương nặng nhưng hắn vẫn điều tra thân phận của Jo-jung. Và lần này hắn đã phát hiện ra sự thật động trời, đó là Jo-jung và Jun-mo là hai vợ chồng cảnh sát. Ngay lập tức tên cảnh sát mập này đi tìm He-jun, nói cho cô biết sự thật rằng nam chính là cảnh sát, vợ của anh chính là Jo-jung. Điều này khiến He-jun như rơi xuống thẳng địa ngục, không ngờ cô lại bị Jun-mo rát mũi từ đầu tới cuối. Tuy vậy cô vẫn quyết định gọi điện cho anh để hỏi cho ra lẽ. Biết bản thân bị bại lộ nên nam chính đã thừa nhận, nhưng anh không muốn bắt cô, thế là bảo He-jun tạm thời rời khỏi Hàn Quốc đến Hồng Kông tránh tạm một thời gian. Sau khi cúp máy, He-jun tiến lại chỗ tên cảnh sát, nhân lúc hắn ta không chú ý liền ra tay hạ sát. Đến khi vệ sĩ phát hiện đi vào thì tên mập này đã đi đời. Còn He-jun thì mặt đang vô cùng hoảng sợ, vì cô chưa bao giờ làm ra việc tày trời này. Lúc này tên vệ sĩ mới bảo cô hãy chạy trước đi, những chuyện còn lại ở đây cứ để ông lo liệu. Thế là He-jun đành một mình rời chạy trốn khỏi đây, với khuôn mặt vẫn còn dính đầy máu. Phía khác, nam chính cũng Ji-cheon cũng lên đường tới địa điểm giao hàng, với hy vọng ở phút chót có thể cướp lại hàng từ đám đàn em phản bội. Nhưng bất ngờ đi đến nửa đường, Jun-mo liền rút súng ra, sau đó lấy lắc bạc đeo vào tay tên đại ca, làm cho Ji-cheon vô cùng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Tuy vậy nam chính không đành lòng bắt người anh em này, qua đó vẫn để chìa khóa lại. Trong khi đó tên mập cùng đàn em đã thành công giao hàng cho phía Nhật Bản. Nhưng ai ngờ đúng lúc này Jun-mo xuất hiện phía sau, thấy anh chỉ có một mình bọn chúng tính sự anh luôn. Ai ngờ xe cảnh sát lúc này cũng có mặt, đến bây giờ bọn chúng mới nhận ra Jun-mo là cảnh sát. Tuy vậy đã quá muộn, cả đám bị tóm gọn ngay sau đó. Còn Ji-cheon nhờ nam chính để lại chìa khóa mà hắn đã thành công chạy trốn. Tại căn cứ của băng đảng Trung Quốc cũng bị cảnh sát ập vào, cứ vậy tóm gọn từng tên không cho ai tẩu thoát. Phía ông chủ Nhật cũng chung số phận, khi bị cảnh sát bắt quả tang khi vừa nhận một đống ma tóe ở trên xe He-jun, cũng biết được tin tức cả đường dây bị tóm. Chỉ mình cô thoát nhưng cô chẳng hề vui, vì sau chuyện này trái tim cô đã có một vết thương không thể lành. Vụ án khép lại, vợ chồng Jun-mo được trao tặng bằng khen, bởi hai người đã có công lớn truy quét hết đường dây ma tóe. Tuy vậy nam chính cũng chẳng mấy quan tâm tới chiếc huy hiệu rẻ tiền đó, vì anh đã mất đi quá nhiều thứ từ đồng đội tới anh em hay thậm chí là cả cô bồ ngọt nước. Ai ngờ khi hai vợ chồng trở về đã thấy Ji-cheon ở trong nhà từ bao giờ, không thể chấp nhận việc bị hai người bản thân tin tưởng nhất phản bội, nên hắn trực tiếp rút súng định kết thúc mọi chuyện bằng cách tự tặng cho bản thân một viên kẹo đồng. Nhưng Jun-mo đã không cho hắn cơ hội vì anh đã nổ súng trước. Lúc này Jo-jung liền chạy tới ôm lấy Ji-cheon, khóc thương cho người đàn ông yêu cô thật lòng. Nhìn thấy cảnh này Jun-mo thật sự đau lòng. Từ hôm đó trở đi hai vợ chồng dần xa cách nhau, anh tới thăm mộ Ji-cheon lần cuối, sau đó để lại chiếc nhẫn cưới trên tay rồi rời đi. Phim tới đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này, thì hãy bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vu Phim Review nha.